Hello cả nhà, hôm nay là ngày Hailey đi khám mắt nữa cả nhà. Đây là lần thứ hai Hailey đi khám sau khi Hailey cắt chỉ hồi bữa đó. Thì bữa nay là một ngày gọi là cũng nói lên lời tạm biệt với bác sĩ của Hailey. Thì nói niềm thì cũng buồn cả nhà. Tại vì một khi mà mình gặp ai gọi đó mà mình quen biết, tuy thời gian ngắn hay dài không cần biết, nhưng mà mình chia tay thì cũng buồn đúng không? Thì đối với Hailey thì Hailey buồn, nhưng mà đối với bác sĩ thì bác sĩ move on giống như cái chỗ tốt hơn này kia nọ, thì mình mừng cho bác sĩ và chúc cho bác sĩ luôn lúc nào cũng gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, gia đình thật là hạnh phúc và an vui đó. Thì cũng nhờ bác sĩ mà Hailey có được con mắt khỏe hơn lúc trước. Cả nhà cũng biết là lúc mà dưới xanh hãy gọi Hailey trị con mắt của Hailey tới đưa tới lui rất là nhiều, trong vòng 2 năm luôn cả nhà, nhưng mà mắt Hailey nó không tới đâu hết đó. Thì cũng nhờ về đây được gặp bác sĩ đây, thì bác sĩ Minh cùng với bác sĩ kia segment giúp cho Hailey có được một con mắt rất là khỏe. Tuy là nó không có được 100% nhưng mà nó đỡ hơn là bị mù cả nhà. Tại vì đối với Hailey là mắt Hailey coi như mù rồi, tại vì không thấy một cái bóng dáng gì luôn ở nhà, chỉ thấy là trắng thôi, trắng bóc thôi, một cái ánh sáng trắng thôi. Thì đó đó sau lưng đó là người bác sĩ nữ của Hailey đó, và bác sĩ Việt Nam của Hailey là bác sĩ Minh đó. Thì đang ngồi chờ đợi bác sĩ đang có một cái người bệnh nhân khác. Thì một chút nữa sẽ nói lời chia tay, nhưng mà hy vọng là Hailey sẽ không khóc. Rất là yếu đuối, nhiều khi cũng có lúc yếu đuối, nhiều khi cũng có lúc mạnh mẽ, tùy theo trường hợp. Ê, ok. Này khỏi ông bà con trước bên này cái thẻ ốm không? Hình này mới có 2 ngày hình này, anh hình này không có diet hình này. 2 ngày ăn dữ dội. Em nghĩ anh workout vậy mà anh ăn còn nhiều hơn cái số lượng workout của anh. Ok. Ask ông bà con trước mà. Ông bà cô chú thấy chồng Hailey còn mập hay là ốm? Good. Good definition. Ngồi thẳng đàng hoàng mới thấy, ngồi giữa đó thấy không? Dĩ nhiên trong đây thấy ốm mà, because camera make your skin here. No, it's kind of like fatter. What are you talking about? Cái máy nó làm mình hơn 20 pound đó. 10 pound mà nó là ghê quá, nó lớn quá gì đó, ông nói ra tại lố à. 10 pound. 10 pound. 20 pound. Cái này professional do video nói này. Hollywood nói chẳng lẽ để nó dốc. Everyone says 10 pound is really 10 I pound. Listen to Hollywood movie director, producer. Okay. Hôm nay đi gym 2 ngày rồi á. Nhưng mà không có diet cả nhà nha, đi gym mà không có diet. Hôm nay chia tay. Không muốn khóc. Chúc bác sĩ good luck everything. And just a little gift. I don't know what to get you, but just a little gift, you know. Chúc bình an and stuff. Thank you. And I xin thank lỗi không có rap được. And then yeah, chúc mọi thứ được ổn có biết cái này không? I'm yeah, sure you know him, shit, right? Right? Yeah, yeah, yeah. 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 But the gift is inside, but không có rap được. That's kind of ghetto. Yeah. And chúc mọi thứ may mắn. Buồn tại vì bác sĩ này á, giúp Hailey trị được con mắt á, tại với sao nãy rồi Hailey đi tới đi lui 2 năm rồi vẫn không tới đâu hết, mà về đây một thời gian ngắn rồi thì chữa được con mắt của Hailey, Hailey rất là vui. Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều, không biết sao, không biết sao. Chúc cả gia đình thật là hạnh phúc, cũng lucky có được con gái con trai nè. That's what everyone wish for. Huh? Hả? Giới thiệu hả? Giới thiệu gì trời, đâu biết giới thiệu gì đâu. No, đâu đó. Tại vì bác sĩ giỏi là người ta biết rồi, cần giới thiệu em cũng đâu biết giới thiệu gì đâu. Nhưng mà proper foundation là rất là tốt. Nên yeah. Ai mà có bị bệnh về mắt thì bác sĩ đi San Diego. So yeah, that's what I'm saying. Ở Kaiser, right? Kaiser, yeah, bên Kaiser. San Diego. Yeah. Tại vì mi rất là nhiều bạn ở San Diego, a lot. You guys have a lot of friends. Yeah, a lot, yeah. And my customer, because me bán online, so customer rất là đông luôn. So yeah. So, Kaiser San Diego. Bác sĩ Minh. Okay, bye bye. Thank you.
Hey. Hi guys. Where's the new car from? Hi. Where are we going? I'll follow you. Guys. I know. Where's the baby? At home. Why? She's lazy to go. Huh? Lexus is still lazy. Yeah, she's. How are you? Good. I'll see you guys. Just follow. I don't know where to go. Anywhere. Anywhere? They don't care about the food, so just anywhere. Hang out. Okay, I guess just spiral in. It has Japanese food, it's okay. Yeah. Yeah. Touché. Okay, okay. We'll go Westlake, okay? I follow. Okay. Hai lì và chồng đang trên đường đi hẹn gặp người gọi là sao ta, người bạn mà Hai lì cũng gọi là người anh, là tại vì Hai lớn tuổi hơn Hai lì cho nên giống như bạn slash anh. Lâu lắm rồi không gặp luôn á. Hồi lúc trước là anh này là recruit chồng Hai lì đó. I need to learn his magic. Dắt chồng Hai lì đi lính á, rồi giờ chồng Hai lì lại làm cái chớp cái trang của anh hồi xưa là recruiter. Lão anh á, nhiều giờ nhìn nó kỳ quá, hồi xưa là recruiter, giờ anh là recruiter lại. I know. 10 years later. Đó thì bây giờ là đang trên đường đi tới nhà hàng gặp ảnh đi ăn chung với người bạn gái. Người này cũng chung thủy ha, tới bây giờ vẫn còn đi ha, cũng vui, Hai lì cũng rất là vui. I would have left his ass a long time ago. Lâu lắm luôn á, cái nhà thật sự lâu lắm, nhưng mà anh rất là dễ thương cả nhà, tại vì lúc mà Hai lì bệnh nằm trong bệnh viện á, Hi thăm em cũng mấy lần luôn anh ha. Yeah. Có mấy lần luôn á, Hi thăm Hai lì mấy lần luôn á. Còn những người khác đâu có nhẹ đâu cả nhà. Đó thì bây giờ rất vui được gặp anh lắm. Mà anh không có biết em làm video đâu, không biết chung quay có ngựa không nữa. Để coi coi. What's wrong with my bed? Are, is that there? Yes. Are we going now? Oh, are they paying for parking? No, I don't think what so. Are you doing over there? Làm gì đó? Yeah. You have to charge your car. That's gay. It's $80 for charging. Long time no see. Oh my god. How are you? So good. No, no. So good. Do you have a bigger bowl? Like to share the noodles? No, that's fine. That's fine. Are you sure? That's okay. I don't eat that much. It's fine. Xin cái bowl này về cái chén. Long time no see nè, lâu rồi. Bạn gái vẫn đẹp như xưa. Remember her name? Jenny. You know what? I remember her name is Judy. Jenny. Jenny, that's some other girl. No one tên thiệt á, tại vì đầu óc bây giờ không có nhớ gì hết. This is Jenny. Chồng mi cũng không nhớ gì hết. Chồng mi, oh yeah, bad news. Just remember Jenny like my ex. No, bad news. Okay, Lena, yeah. But you can call me whatever you like. No, nhớ nhớ Lena with the eye. Yeah, with the eye. Oh yes, thank you. Ooh, nhìn cái tsunami hả? Yummy. Hả? Đẹp quá. Yes, stop! How are you? I should have got more makeup on her. Yeah, no, I damn it. I should have done my eyelashes or something. This is one piece now. You too. Be sure though. Ngộ lắm, bạn cũng gọi là anh luôn. Không biết gọi là gì thôi. Thằng nào thằng Hiếu thì sao vậy? Trời, thằng nó disappear, man. He ghost on us. He ghost on us. Yeah, I call him. Text him, he never replied. I used to text him through Facebook, he never responded. Yeah, he don't reply to me anymore, dude. Không có gọi điện thoại cũng không trả lời luôn. Buddy. Oh no, it's off the table. Oh, okay, okay. I don't want you to throw it away. Yeah, we'll eat it. They don't have sriracha, babe. No, sriracha. They have sriracha mayo. $50 a bottle, then use it. I know, man, that's crazy. So I heard the rumor, like, is it because of the lawsuit with the chili pepper farm? No. I know. Hai người dành trả tiền, nó cười lắm rồi quay không kịp. Hai người dành đánh lòng trả tiền. Okay, that's why you do Apple Pay and just kind of like tap. Order 69. And it's 69, but huh? Yeah. Thank you.
Sundays. Wait, wait, you said you off weekend or not? Off weekend. Okay, there's Sundays, right? Oh, he said hang out with him, that's what he means. Yeah. He just worked Monday to Saturday, man. Oh, yeah. He didn't help. No need 10 years, right? Yeah. Wow.